Nội Việt Nam, thủ đô văn hiến vẻ vang đời đời, bao phen vật đổi sao rời, kinh thành thay đổi, tình người còn đây. Cổ loa đời thành cổ ai xây đời.
Ninh, buôn bốc buôn dầu với phần dự thi của thí sinh đến từ phường Nhân Chính. Kính thưa quý vị, những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, chúng ta vinh dự và tự hào vì dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Và ngày hôm nay, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Thanh Xuân tổ chức Liên hoan dân ca dân vũ năm 2022 quận Thanh Xuân để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống. Và quý vị, chúng ta cũng vừa được thưởng thức những tiết mục, những màn biểu diễn múa của các nghệ nhân, những diễn viên không chuyên được các thế hệ tham gia đến từ 11 phường trên địa bàn quận Thanh Xuân. Và bây giờ thì chúng tôi cũng rất chờ mong quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục múa Sinh Tiền của các thí sinh đến từ phường Nhân Chính. Và sau phường Nhân Chính, chúng tôi xin được mời phường Thượng Đình sẽ chuẩn bị. Thank you.
Xin được cảm ơn phần dự thi của phường.